Các bạn kiểm tra cho cô cái kết quả bài 7. Bạn nghe rõ tiếng cô không? Có. Có ạ. Rồi. Còn ai chưa vào nhỉ? Vẫn còn thiếu nè. Giang rồi, Hà Anh rồi, Diệu. Hà Anh, Diệu Linh học chung à? Vâng ạ, tại vì bọn em đi học thêm tiếng Anh về, thế là sợ học bạn Linh học không kịp, thế là bạn ấy vào học với em ạ. Rồi. Ngọc này, Thảo Đức này, còn My nữa. My này nó lại quên hay nào nhỉ? Diệu Linh xem đi xem nào, cái chỗ này của bạn Linh nhầm ở đâu nhỉ? Sửa lại chưa? Linh đâu? Dạ. Linh cái bài về nhà này này sửa chỗ này chưa? Rồi ạ. Được. Đức có ra kết quả như này không? Chị Huy Đức đâu? Có rồi. Thảo có ra kết quả này không? Em có ạ. Rồi, tốt. Ngọc thì vừa mới gửi bài muộn quá nên là cô không kịp kiểm tra nhá. Kết quả Ngọc có đúng không? Có. Rồi, tiếp tục nha. Bài số 8 này. Bài số 8 thì cả ba bạn nộp bài cho cô thì đều đúng. Ngọc Ngọc Đức với lại cả Thảo kết quả có đúng không? Có ạ. Em có ạ. Đức đâu? Phản hồi xem nào. Rồi, tốt rồi. Bài số 9. Bài số 9 của bạn Hà Anh cũng đúng này. Của Giang thì sai là do trừ thôi. Sửa lại chưa Giang, sửa lại chưa? Gửi lại cho cô cả hai bài rồi ạ. Ừ, nhưng cô không kịp xem. Bây giờ cô mới ở trường về không kịp xem. Sửa lại rồi đúng không? Rồi, để phân số như của bạn Giang với cả bạn của Hà Anh với cả của Linh cũng được. Ngọc Đức và Thảo có kết quả khác không? Không ạ. Em để phân số đúng không? Được rồi. Bài số 10. Kết quả này như này, của bạn Giang đúng này, à của bạn 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 Giang cũng bị nhầm ở cái chỗ là không không tính cái m dung dịch này, chắc sửa lại rồi. Của Ngọc này, Ngọc có đúng như này không? Em có. Hạ Thảo có đúng như này không? Em có. Đức có như này không? Chưa làm bài này à? Thế chưa làm thì có sửa vào, có chữa vào không? Chữa khẩn trương này, cô cho 1 phút để chữa hoặc chụp nha, để cô gọi My tí này. Con đây cô ơi. À, vào rồi à? Vâng. Vào, chào chấm à?
Con thấy cô đang nói là thôi. Ừ. Đang nói cũng phải chào nhá. Vâng. À, My kết quả bài này làm bài này chưa? Rồi, con làm tắt rồi. Kết quả đúng không? Đúng rồi. Ừ. Có mỗi Huy Đức là không xong thôi. À, đấy là bài số 10. Thế bây giờ thì ta sẽ làm thêm một số bài tập của cái dạng này, sau đó thì ta sang cái bài toán pha loãng dung dịch. Và một số bài của cái dạng này thì nó hơi hơi khó một tí nhá. Ở trong cái sơ đồ đường chéo hôm trước thì cô cũng đã cho ghi cho các bạn ghi là có cái phần áp dụng sơ đồ đường chéo đối với cả D nữa. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ làm một số bài mà có áp dụng cái đó. Đức xong chưa? Đức chép xong chưa? Rồi, nào, bây giờ đến bài tiếp theo nhá. Bài 11.
My có kết quả chưa? Chưa. Thảo có kết quả chưa? Em chưa. Ngọc ra chưa? Em chưa. Đức ra kết quả chưa? Đức ra kết quả chưa? Hà Anh Linh ra chưa? Chưa. Ở bài này thì ta có áp dụng được sơ đồ đường chéo không bạn Linh nào? Không ạ. À. Không ạ. À. Tại sao không? Tại vì nó không có hai dung dịch ạ. À. Rồi vậy bài này bạn Linh làm thế nào? Em thường nghĩ là Hà Anh có nghĩ ra chưa? Em chưa. Mình nghĩ ra chưa? Chưa. Thảo nghĩ ra chưa? Em chưa. Ui trời ơi. Thế thôi cô không hỏi nữa. Bài này có thể áp dụng được sơ đồ đường chéo. Thì trong cái phần lý thuyết đầu tiên ở cái phần dung dịch ấy, cô có hướng dẫn các bạn là gì? Nước thì được coi là dung dịch nhưng mà có nồng độ là bao nhiêu phần trăm? 0% hay 100%? 0%. Ờ, thì áp dụng được sơ đồ đường chéo chưa? Có, rồi. Có 3 cái phần trăm đây rồi gì? Nào, bây giờ làm đi nào. Làm luôn nào. Nhanh còn chưa? Ai à? Bạn nào có kết quả rồi?
X cộng y bằng 500, x trên y bằng 50 trên 41. Đây là kết quả của cái phần bài làm của bạn Đức. Thì bấm máy giải hệ nó ra đúng không? À, viết nhầm cái gì? À, cụ thể ra x trên y bằng 2 trên 7. Ra x ra y luôn đi xem nào. Đức ra x y luôn đi xem nào. M dung dịch bằng bao nhiêu? M dung dịch 1 thì bằng 111,111. Ờ. Nước. M dung dịch 2 thì bằng đợi con tí. 388,889. Ờ. Cũng trùng kết quả với của bạn Đức. Ta xem bài của cô này. Đấy, đúng không? Thảo ra kết quả chưa? Em đã rồi ạ. Có giống thế không? Em có ạ. Mày. Em giống cô ạ. Ngọc. Em cũng giống cô. Được rồi, tốt. Bài tiếp theo. Bài tiếp theo Thảo nêu cách làm cho cô nào. Áp dụng sơ đồ đường chéo không? Có ạ. Nào, áp dụng luôn cho cô nào. Em cô là 20. Đầu tiên là 20 này. Gạch. Ở đây là 10 ạ. Rồi. Ở giữa là bao nhiêu? Ở giữa là 15 ạ. Rồi. Vậy thì trên này sẽ là 15 trừ đi 10 ạ. Là bằng 5. Ở dưới. Là 51 ạ. Rồi, suy ra. Suy ra x trên y bằng bằng 5 trên 5 và bằng 1 ạ. Đây là x, đây là y đúng không? Suy ra x bằng y luôn. Rồi, bây giờ tiếp theo làm gì nào? À, bạn Đức đã có kết quả là bằng 250 rồi. Em cô là mà x cộng y bằng 500 ạ. Cộng y bằng 500. Đi ra.
Thì ra là x gì bằng y và bằng 250 luôn đúng không? Vâng. Rồi, cảm ơn bạn Thảo. Bạn Giang nhận xét cho cô nào. Con thưa cô là bạn làm sai. Sai ở đâu? Bạn không đổ 500ml sang gram. À đúng rồi. Đây là nồng độ phần trăm đúng không? Nồng độ phần trăm thì chỗ này x ở đây sẽ là khối lượng dung dịch và y cũng là khối lượng dung dịch chứ không phải là thể tích. Yeah, sai giống hệt của Giang luôn này. Vậy thì lúc này bạn ấy phải làm thế nào? Thêm bước nào nào? Sẽ và sẽ lấy 500ml chia cho 1.08. À đâu? M bằng gì? V nhân D ạ? À? M dung dịch bằng V nhân D. Tức là bằng 500 nhân 1.08. 500 nhân với 1.08 bằng 540 ạ, gram. 540 gram. Như vậy chỗ này chia 2 thì sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 270 ạ. Ờ, 270. Ờ. Đức sai rồi sửa lại nhá. Thảo sai sửa lại nhá. Rồi, cảm ơn bạn Giang. Bạn Hà Anh và Ngọc kết quả có khác không? Em không ạ. Cũng thế đúng không? Cũng 270 đúng không? Rồi Linh với Hà Anh giống nhau này. My kết quả nào? Con cũng giống bạn ấy. Xong rồi con rồi. Thế giờ xong tính ra được đến 270 rồi. Thì đây mới chỉ là khối lượng của dung dịch thôi. Đúng không ạ? Vậy thì ta còn phải tính thêm cho cô một bước nữa. Đấy là tính V bằng cách lấy M chia cho D. Thì sẽ ra thể tích của từng dung dịch trên. Đây là bài số 12. Bài tiếp theo. Bài 13 này thì dễ thì các bạn sẽ chụp để về nhà làm nhé. Chụp bài 13 về nhà làm này. Chụp xong chưa? Rồi ạ. Tiếp theo bài 14 này. Bài 14 cũng dễ, ta cũng chụp để về nhà làm cho cô nhá. Chụp xong chưa? Rồi ạ.
Bài 15. Bài 15 ta làm luôn nhá. Bài 15 thì cô sẽ mời bạn bạn Linh giải quyết cho cô bài này. Cô ấy đang chụp đề ạ? Ờ. Cái chết xong thì cô đợi. Linh bắt đầu được chưa? Rồi à? Rồi, nào bắt đầu nha. Về dung dịch. Về dung dịch 3 sẽ bằng mười nhân với 1.000 bằng 10.000 ạ. ml. Ờ. Áp dụng sơ đồ đường chéo tao có. Người ta có là gì nào? V dung dịch 1 bằng hỏi chấm. V dung dịch 2 bằng hỏi chấm. Một phẩy tám tư. Một ạ. Một phẩy hai tám. Trừ luôn nhá. 0,28. Không phẩy năm sáu. Tao có. V dung dịch 1 trên V dung dịch 2 sẽ bằng 0,28 trên 0,56.
suy ra 0,56 nhân với V dung dịch 1. Trừ đi 0,28 nhân với V dung dịch 2. Bằng 0. V dung dịch 1 cộng với V dung dịch 2 bằng sao đi? V dung dịch 1 cộng với V dung dịch 2 bằng 10.000. Rồi. Từ sao 1, sao 2 suy ra. Đợi bà đi. V dung dịch 1 sẽ bằng 10.000 trên 3. Lít. Đức có kết quả thì ghi vào chat đi nhá. Về hàng mà nhá. Sẽ bằng 20.000 trên 3. Cô em nhầm V dung dịch 1 phải bằng là 10.000 trên 3. Vì ra V dung dịch 1 sẽ bằng 0,56 hoặc là chia nó ra, chia ra thì nó bằng bao nhiêu? Chia ra bằng 3,3333. Bốn số 3 đúng không? Vâng. Bằng 6,666. Thế tổng không bằng 10.000 rồi. Chỗ này phải làm tròn là thành 666,7. Nhá. Yeah. Thì cộng vào nó mới bằng được 10.000. Đấy, đang làm tròn như thế, còn không thì cứ để phân số cũng được nhá. Yeah. Có bạn nào ra kết quả khác không? Cô vẫn còn mà cô. Còn gì nữa? Đổi ra lít nữa ạ. Ừ.
nít à? Ờ đúng rồi, người ta yêu cầu tính là nít. Rồi bằng. Nít thì dịch sang mấy dấu phẩy? Thì dung dịch 1 sẽ bằng 3.83. À, Đức nhắn rồi, cô không nhìn thấy. Đấy, đây là bài của cô. Thì cô không đổi ra như của bạn. Cô không đổi như của bạn Linh. Cô để nguyên như thế mà cô giải ra thì ra luôn kết quả này. Có nào làm giống cô không? Rồi, của Đức nhắn rồi nhưng mà đâu nhỉ, chả thấy. Không thấy tin nhắn của Đức đâu. À đây, 3.33, 3.6, 3.67 đây rồi. Đấy, cái kết quả nó như thế nha. Bây giờ đến bài tiếp theo này. Bài 16. Bài 16 thì tương tự như là bài vừa nãy. Các bạn chụp vào xong về nhà làm cho cô. Như thế là có đến đây là ba bài tập về nhà rồi. Các bạn chụp xong chưa? Rồi ạ. Bài 17. Bài này thì ta phải làm rồi. Bài 17 này.
Rồi, các bạn chép đề xong chưa? Rồi ạ. Bây giờ bạn My cho cô biết đề này có gì khác so với các đề trước? À, nó là có hai dung dịch ạ. Ờ, hai dung dịch. Từ mấy bài vừa nãy là chỉ toàn một dung dịch, một loại chất đúng không? Vâng. Một loại chất tan và nồng độ khác nhau. Nhưng cái bài này thì lại là hai chất tan khác nhau. Nhưng mà hai chất tan khác nhau này thì nó lại không có xảy ra phản ứng hóa học. Thế vậy thì cái bài làm thì làm như thế nào? Xảy ra phản ứng hóa học. Làm kiểu gì bây giờ nào? Phải có hai cái sơ đồ hả cô? Ờ đúng rồi. Hai cái sơ đồ. Bây bạn My thử làm theo cái phương án mà bạn My vừa mới nói hai sơ đồ xem nào. Đầu tiên là áp dụng sơ đồ đường chéo ra được ạ. Nào, sơ đồ đường chéo là gì nào? Là 85. 85. Đáng ra là phải có dung dịch A1 hỏi chấm, dung dịch A2 hỏi chấm trước chứ. Ừ, có. Dùng viên nào mà. Vâng, thế thì 85 ở dưới là X ạ. Đây là X à? 85. X là cái gì? Ở trên đấy là 85 cơ ạ. Còn X là dung, nghĩa là dung dịch sau phản ứng. Dung dịch dung dịch A, dung dịch B à, hay dung dịch 1, dung dịch 2 à? Dung dịch A2 của ạ. X là dung dịch A2. Cái gì của dung dịch A2, M dung dịch hay là V? M dung dịch ạ. M của dung dịch A đúng không? Chỗ này là 85 à đúng không? Ừ. Thế ở dưới này là cũng là M của dung dịch A2. Sao có hai dung dịch A? Thì đúng mà cô, không phải ạ. Từ từ con lại quên mất. À, thì nó là x. Sau đó thì ở đấy là 60%, 60 ạ. Chơi là 60 trừ x. Bạn
Dưới là 85 chứ 60. Rồi. Từ từ cô ạ, con thấy con được sai sai. Sai rồi cô ạ. Sai thì xong rồi, nào bây giờ làm nào. Cô ơi, x bằng 85 đúng không ạ? X bằng 85 à? Sai. X bằng 85 là sai. Nhưng Hà Anh làm thế nào mà ra 85? Em viết hai sơ đồ ạ. Sơ đồ thứ nhất của em là gì? Cái sơ đồ thứ nhất giống của cô. Giống của bạn đây đúng không? Vâng ạ. Rồi sơ đồ thứ hai nào. Sơ đồ thứ hai là M dung dịch A. À không coi. Cái sơ đồ của em đầu tiên là cái dung dịch A ở dưới phải là dung dịch B ạ. Là dung dịch B rồi. Sơ đồ 2 là dung dịch A ở trên dung dịch B ở dưới. Rồi. Sau đó là 85 tỷ lệ x. 85 này, ở dưới nè. Đấy là 20 ạ. Có là 20 trừ x với cả 65 ạ. Thì cho hai cái này bằng nhau đúng không? Xong là giải ra là ra x đúng không? Vâng. Rồi. Thì cái hướng của bạn Hà Anh là gần đúng rồi. Kể cả bạn My cũng nhìn ra được rồi, nhưng mà cái áp quá trình áp dụng thì nó chưa chính xác. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái phần bài làm của cô nhé. Cũng trên cơ sở đấy thôi. Đầu tiên này, ta gọi M1, M2 là khối lượng của H2SO4 và HNO3 ban đầu. Gọi thế để cho nó đỡ bị nhầm lẫn. Khi cho HNO3 và H2SO4 thì ta coi HNO3 là H2SO4 có nồng độ 0%. Và khi cho cái H2SO4 vào cái HNO3 thì ta cũng coi như thế, tương tự. Thì lúc này áp dụng sơ đồ đường chéo ta sẽ có này. M dung dịch 1 trên M dung dịch 2 là bằng 60 trên 25 và bằng 12 phần 5.
Khi cho H2SO4 và HNO3 thì ta coi H2SO4 là HNO3 có nồng độ 0%. Thì cũng áp dụng sơ đồ đường chéo trong trường hợp này. Một cái là 20 với 60. Thì ta sẽ có là M1 trên M2 bằng X trừ 20 trên 20. Đấy thì ta cho 1 bằng 2. Cho 1 bằng 2. Sau đó thì bấm phương trình giải ra cho cô xem x bằng bao nhiêu. Cứ bảng bao nhiêu ạ? Ít bằng bao nhiêu? Ít thì bằng 68. Ít bằng 68, đúng không? Rồi, đó là bài số 17. Có thể x này là m dung dịch 2 đúng không cô? X này là m của HNO3 ban đầu. Thế thì nồng độ phần trăm thì sao? X nhìn vào sơ đồ này thì x là cái gì đây? À đúng rồi, con quên. Này là nồng độ chứ. Vâng, con lại nhìn sang để mở dung dịch 2 xong rồi sang bên cạnh là x thì là con. Rồi. Đây là nồng độ của HNO3 ban đầu nha. Vâng. Các bạn khác ra kết quả chưa? Yeah.
khảo ra chưa? Thảo xong chưa? Dạ em xong rồi ạ. Ngọc xong chưa? Em xong rồi. Đang muốn làm tiếp dạng này nữa không? Thôi nhá, em thêm một bài nữa. Thôi hết nữa nào. Hoàng con không thể trả lời. Nghe thôi. Linh nào. Thôi con tự quyết định đi, cái này trả lời ngại lắm. Không, nếu mà không muốn dừng dạng này thì để sang dạng khác thôi, chứ không phải có gì mà ngại. Cứ không trao đổi một bài. Hả? Kiểu như là lúc mà giao bài tập về nhà trong hỏi nữa hay không thì không biết là nên trả lời có hay không. Cứ nghĩ thế nào thì nói thế, có gì đâu. Thoải mái nha. Bây giờ là 1 tiếng rồi. Thôi, ra sang cái dạng khác đi nha. Sang dạng khác nha. Những bài của cái dạng này tiếp theo đây là những bài khó. Nếu mà bạn nào có nhu cầu làm nữa, khó nữa thì cô sẽ cho cho làm. Còn nếu mà không có nhu cầu vượt khó nữa thì thôi. Thế là khó chỉ đến cái mức như thế thôi. Bây giờ sẽ sang dạng tiếp theo. Đó là pha loãng hay là cô đọc dung dịch. Pha loãng hay cô đặc dung dịch? Thì khi pha loãng hay cô đặc dung dịch thì cái phần lý thuyết này cô đã cho các bạn ghi rồi. Bây giờ các bạn tranh thủ dở lại một chút cái phần lý thuyết đấy. Và cho cô biết là khi pha loãng hay cô đặc dung dịch thì khối lượng chất tan có thay đổi không? Khối lượng chất tan có thay đổi không? Ngọc nè. Cô là khi pha loãng hay cô đặc dung dịch thì khối lượng không đổi. Khối lượng chất tan không đổi. Rồi. Chỉ có khối lượng nước thay đổi thôi đúng không? Vâng. Rồi đợi bà tí. Thế bây giờ chúng ta sẽ vận dụng và làm cho cô bài 2. Bài số 2. Người ta hỏi là phải thêm bao nhiêu gam nước vào 200 gam dung dịch cao H20% để được dung dịch cao H16%. Tức là lúc này là từ 20 là nồng độ cao thì xuống 16% là nồng độ thấp. Thêm nước vào. Thì chất tan không đổi, do đó đầu tiên là chúng ta sẽ tính khối lượng chất tan ở trong này. Đó, bây giờ bạn nào, bạn Giang tính cho cô xem là khối lượng chất tan bằng bao nhiêu.
dân đàn ạ. Ừ. Con thưa con thưa cô là con yêu cô là mở chất tam bằng áp dụng công thức nồng độ và mở chất tam bằng c phần trăm nhân m dung dịch chia 20%. Ừ, đúng không? C phần trăm lên là 20 nhân m dung dịch là 200 chia 100 bằng bao nhiêu? Cô là em thì bằng 40 ạ. Rồi. Bằng 40 gram. Rồi. Thế bây giờ thì tiếp theo ta sẽ làm như nào? Hà Anh tiếp tục cho cô nào. Hai anh đâu? Dạ. Ừ, tiếp tục cho cô nào. Bây tính được khối lượng chất tan rồi, ta làm gì tiếp? Có cần cô gợi ý không? Có ạ. Cô gợi ý nha. Bây giờ người ta hỏi là hỏi cái gì ta gọi cái đó nằm ẩn. Ta gọi x gì là khối lượng nước cần thêm. Thì lúc đó m dung dịch là sẽ bằng m dung dịch bằng 40 nhân 100 chia cho 10 ạ. À. Gọi là khối lượng nước cần thêm. Đây là dung dịch cao H16%. Thì lúc đó là cái m dung dịch ta cộng luôn nó vào cái khối lượng dung dịch ban đầu này nè, bạn Hà Anh nhá. Ta lấy 200 cộng với x thì ra khối lượng dung dịch mới. Thì lấy chất tan chia cho khối lượng dung dịch nhân 100% thì bằng 16. Giải phương trình ta được x bằng 50. Đó. Xong chưa? Rồi ạ. Ờ. Bài này dễ mà, đúng không? Tiếp theo, các bạn làm cho cô bài số 3. Đức trình bày được không?
Đức trình bày được không? Nếu trình bày được thì viết đi. Rồi, chưa biết được thì cứ nháp đi. Cô sẽ gọi trả lời nha. Bạn nào xung phong nào? Con đi. My à? Vâng. Được rồi. Con đã nha. Rồi, bắt đầu đi. Để con tính đây. Khối lượng NaCN trong 30 gram dung dịch NaCN 20% là mỡ chất tan bằng mờ dung dịch nhân với cả C phần trăm trên 100 thì bằng 6 gam. Bằng 30 này. 30 nhân với cả 20. 20. Chia cho 100. Bằng 6 gam. 6 gam. C phần trăm thì bằng 6 trên 30 cộng 20 nhân 100. C phần trăm đấy là C phần trăm của C phần trăm. Vâng. Bằng 6 chia cho 6 chia cho 30 cộng 20 nhân với cả 100. Đúng rồi. Thêm 20 gam nước là bằng 30 cộng 20 nhân 100. Bằng 0,12% ạ. Bằng 0,12%. Còn phần B là C phần trăm của NaCN. À, đúng rồi, NaCN thì bằng 6 trên 25 nhân 100. Bằng 6 chia 25 à? Bằng nhân với 100%. Bằng 24%. Ghi phần trăm vào nha. Vâng, cô ơi, ở trên kia là 12% quả, con quên không nhân 100. Rồi, 12%. Bạn Ngọc nhận xét cho cô bài của bạn My nè. Cô là đêm chưa làm, mẹ cũng không chắc chắn. Không chắc chắn à? Kết quả của em có giống của bạn không? Kết quả em có giống của bạn không? Em chưa làm thật ra thì chắc đúng rồi, ba đúng rồi. Phần A đúng rồi, thế còn phần B? Phần B. Ừ.
Phần B của em làm thế nào? Em đọc của bạn... em. Hả? Nghĩa bạn làm đúng rồi. Ừ, nhưng của em làm thế nào? Phần B em chưa trình bày. Chưa trình bày nhưng làm như nào? Em cũng nghĩ là em cũng làm như thế. Ờ, nghĩ là cũng làm như thế. Rồi, thế rồi, nha. Thảo nào? Thảo nhận xét tiếp cho cô. Thảo nào xong chưa? Em cũng giống bạn ạ. Giống bạn đúng hay sai? Em nghĩ là đúng ạ. Rồi. Sao không tự tin thế nhỉ? Rồi. Mười hai và 24%. Đó là bài số 3. Tiếp theo bài số 4. Bạn nào xung phong làm bài này nào. Không xung phong là cô chỉ định nào. Thảo nào. Thảo đâu? Dạ. Nào, bắt đầu nào. Cái này nó không phải nồng độ phần trăm nữa mà nó là nồng độ mol trên lít. Độ mol trên lít thì sẽ áp dụng theo công thức là C bằng N trên V. Thảo.
Thảo chưa bắt đầu được hả? Vâng. Ngọc làm được không? Em không chắc đâu ạ. Không chắc. Cứ làm thử xem nào. Môn của NaOH, một môn của NaOH bằng CM nhân V dung dịch là bằng bao nhiêu? Bằng 2 mol. Rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, NaOH. Bằng 1 nhân với 2 và bằng 2 mol. Rồi. Sau đó nào. V dung dịch là V dung dịch NaOH bằng 20 lít bằng 2 chia 0,1. Tức là bằng bằng N trên CM à? Vâng. Là bằng 20. Bằng 20 đơn vị là 20 lít. Lít chứ? Vâng. Rồi. Thì là V nước bằng 20 trừ 2 bằng 18. Đáng đơn vị anit. Hết chưa? Hết rồi. Rồi. Thảo nhận xét cho cô nào. Em nghĩ là đúng rồi cô ạ. Chắc chắn là đúng luôn rồi nha. Yeah. Bằng 20 trừ 2 bằng 18 lít, đúng rồi. Cho con hỏi. Ừ. Ờ đây đơn vị của cái CM là bằng mol trên milimit à? Mol trên lít. CM là bằng N này. Đơn vị là mol này. Trên V là V là thể tích này. Thể tích thì có đơn vị là lít. Được chưa? Như vậy đơn vị của nó là mol trên lít. Hoặc viết tắt là M. Yeah. Hoặc là viết tắt là M. Đó. Có bạn nào ra kết quả khác không? Kết quả này là đúng rồi nhá. Ai ra khác thì sửa đi. Rồi cô xóa bảng được chưa? Xóa nhá. À, Đức chưa xong à? Nhanh hơn chưa? Ừ.
Rồi, cô xóa bảng nha. Bài tiếp theo. Nào bạn nào Thông Phong nào bài này nào, nên để cô lại gọi nào. Thông Phong đi cho nó cho nó có không khí tí. Nào bạn nào nào. Con. My à. Phải My không? Rồi nào My tiếp tục nào. Lần trước ta thì bằng đổi luôn. Không phải 3125 ạ. 0.3125 con. CM thì sẽ bằng à. Để con. M thì bằng cái gì nhỉ? N thì bằng 0.3125 trên M dung dịch ạ. Thì bằng 0.5 m. M dung dịch thì sẽ bằng 0.625 gam. Adok, chết. Đấy là phải là V quá. Chết. V dung dịch ạ. V dung dịch. Gây quá. Tí thì chết. Lít có nhỉ?
lập bập thế này. Rồi. Số nước cần thêm số ly nước cần thêm vào là thế nước thì bằng 0,625 trừ đi 0,25 ạ. Bằng bao nhiêu? Bằng 0,375 lít ạ. Rồi. Xong chưa? Xong rồi ạ. Rồi. Bạn Giang nhận xét cho cô bài của bạn My nào. Con thưa cô là bạn làm sai ạ. Sai đâu? Theo con thì bạn phải lấy 0,25 trừ đi 0,625. 0,25 nhỏ hơn 0,625 là sao trừ được? Thì nó sẽ âm chứ. Cô lại còn gì? Thế là đúng à? Hà Anh nào, Hà Anh nhận xét cho cô nào. Em làm giống của bạn ạ. Đúng à? Diệu Linh nào. Em cũng thế ạ. Thảo nào. Em cũng giống bạn ạ. Ngọc có thấy bạn sai chỗ nào không? Em không. Không thấy à? Đây, em chỗ sai đây. Thế anh nào sai chỗ này à? Đây, con đang gọi cô. Hả? Con đang định gọi cô để bảo cô, con quên mất. Thể tích thì đơn vị phải là lít chứ sao là gam mà tất cả đều giống à? Con lại quên không bật mic quá. Này đơ hết cả rồi. Xong bài số 5 nhá. Tiếp tục bài số 6 này.
Bạn Hà Anh cho cô biết là bài này là bài pha loãng hay là cô đặc? Cô đặc ạ. Cô đặc à? Ban đầu của nó là 35%. Mà điều chế ra dung dịch NaOH 2,5%. Mà lại là cô đặc à? Đây là pha loãng nhá. Pha loãng tức là cái gì cần phải thêm? Nước ạ. Nước cần phải thêm. Rồi. Hà Anh làm được không? Em chưa làm được ạ. Ừ. Ninh thế nào? Em thấy ạ. Có cần thêm thời gian để suy nghĩ không? Giang làm được không? Em chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra. Rồi thế cô cho các bạn thêm thời gian để nghĩ nhá. Đức thế nào nhỉ? Chưa làm được. Cần cô gợi ý không?
Các bạn có cần cô gợi ý không? Không hả? Nào hai anh nào được không? Em không ạ. Linh thế nào? Em cũng không ạ. Thế giờ cô gợi ý nhá, chả thấy ai ý kiến gì. Bây giờ để ta xuất phát từ cái chỗ này. Đề bài người ta bảo là tìm số minit dung dịch NaOH 2,5M. Thì muốn tính được số minit đấy thì ta phải áp dụng công thức là V bằng gì nào? V bằng M của dung dịch mà chia cho D đúng không? D ở đây biết rồi này. D ở đây biết là bằng 1,03 rồi. Bây giờ chỉ cần là tìm được cái M dung dịch lắp vào đây nữa là được đúng không? Đấy. Thế mà cái chất tan của cái dung dịch này với chất tan của dung dịch này có giống nhau không? Như nhau đúng không? Bởi vì đây là pha loãng mà từ 35 ra 2,5, tức là từ đặc ra loãng. Thế mà cái dung dịch này thì người ta cho biết V dung dịch này, cho biết D rồi. Tức là có tìm được M dung dịch của nó không ạ? Có tìm được đúng không? Ra được M dung dịch là bằng V nhân D thì sẽ suy ra được M chất tan. Ra được M chất tan thì biết được M chất tan ở đây thì lắp vào cái công thức tính nồng độ này sẽ ra được M dung dịch. Đó. Ra được M dung dịch thì lắp vào đây thì sẽ ra được V. Ta nhìn thấy đường cô hướng dẫn chưa? Vậy bạn Ngọc sẽ giúp cô làm cái bài này nào. Em cô là M dung dịch NaOH bằng 80 nhân 1,38 bằng 110,4 gam. Bằng bao nhiêu? Bằng 110,4 gam. Rồi. M chất tan bằng C phần trăm nhân M dung dịch chia 100. Bằng bao nhiêu? Bằng 35 nhân 110,4 chia 100. Rồi. Bằng 38,64 gram.
mà m dung dịch bằng c phần trăm chia m chất tan. M dung dịch NaOH. Vì ở đây nó có hai dung dịch cho nên ta phải nói rõ ra là khối lượng dung dịch NaOH bao nhiêu phần trăm. NaOH 2,5%. Là bao nhiêu nào? 15,456 gram. À, tức là ra kết quả bằng từng này à? Vâng. Thế phép tính là gì? Phép tính là 38,64 chia 2,5. Thế thôi à? Nhân 100%. À nhập. Đúng rồi, gọi nhân 100%. À chia. Thì bằng bao nhiêu? Ôi trời em. Một năm bốn sáu phẩy à 1545,6. Xian thể tích bằng xian thể tích xian thể tích dung dịch NaOH 2,5% bằng 1545,6 chia 1,03. Bằng 1500,58. Sắp chỉ 1500,58. Sắp chỉ đúng không? Đơn vị là gì? Milit. Có cần phải đổi nữa không? Không ạ. Vì đề bài đã yêu cầu tính thể tích là bằng ml. Đúng rồi. Các bạn xong hết chưa? Rồi ạ. Rồi, cô xóa bảng nha.
Tiếp theo bài số 7. Bài này là pha loãng hay cô đặc? Linh nào? Cô đặc ạ. Ờ đúng rồi. Lần này thì làm luôn được chưa? Linh làm luôn được chưa? Chưa ạ. Xác định đúng rồi còn gì mà chưa làm được. Hai anh làm luôn được không? Em chưa ạ. Giang làm luôn được không? Chưa. Thảo làm luôn được không? Chưa. My thế nào? Luôn đi cô, thử xem nào. Luôn đi cho nó khí thế nào. À, thế thì à, mờ chất tan. Mờ chất tan thì bằng mờ dung dịch. À, đúng rồi, mờ dung dịch nhân C phần trăm trên 100 ạ. M dung dịch thì bằng cái gì nhỉ? Thì bằng V M dung dịch, cô đợi con tí, V dung dịch bằng 500 nhân với cả 1,2 thì bằng 600 nhân với cả 20 chia cho 100. Nó giảm đâu? M dung dịch ạ. Ừ. 600 đâu? Mờ dung dịch ạ. Ừ nhưng mà dung dịch đề bài đâu có cho 600 đâu. Phải 500ml thì mờ dung dịch thì bằng 500ml nhân với cả 1. Đúng rồi, bằng V nhân D đúng không? Ừ. Viết tắt luôn được. Nhưng mà không được ra 600 luôn. Đây, chỗ này là bằng 20 này nhân với 500 này và nhân với 1,2 bằng 100 gram ạ. Một trăm hai mươi cô ạ. 120 Một trăm hai mươi. Vâng. C phần trăm thì bằng M chất tan chia M dung dịch nhân với cả 100%. Thì bằng 40%. Tính như nào ra 40? Cái số vào thì bằng 120/300 nhân 40%. Đúng rồi, thế thôi nha. Không khó, bài này không khó. Mấy bạn sợ không dám làm, sợ sai hả? Kệ nó chứ, sai thì sửa có gì đâu.
Đức không mượn được cái mic để nói thì không có được tương tác mấy. Nó hơi phí nhá. Bảo bố hoặc mẹ mua luôn đi thì mua trước khi vào năm học đi cho nó rẻ, không có đến lúc vào năm học mà học trực tuyến lại như năm ngoái lại sốt hết cả máy tính, tivi rồi các thứ các kiểu nha. Đó là bài số 7. Bài tiếp theo cô xóa bảng nha. Bài số 8. Làm nốt bài này rồi nghỉ nhá. Bây giờ 8 giờ 15 rồi. Nào bạn nào xung phong được nào. Đấy, xung phong làm luôn rồi nào. Raise hand đi cho nó khí thế nào. Đức viết được không? Đức viết bảng được không? Mà thôi, Đức viết thì lâu lắm. Giang làm được không nào? Được ạ. Được, nào tiếp tục nào. Con thưa cô là mon của NaOH sẽ bằng 60 nhân 20 chia 100 ạ. Ừ. Có là M ạ. À, đúng rồi, phải là M nha. Bằng 12 gram ạ. Suy ra C phần trăm của NaOH khi pha thêm 40 gram nước là bằng 12 chia cho 40 cộng 60 ạ. Nhân 100 ạ. Đúng rồi. Bằng 12% ạ. Bài này gần giống với bài vừa nãy đúng không? B nào. Con cô là C phần trăm của NaOH khi cô đặt cho đến khi dung dịch có 50% là mười hai trên 50 nhân 100 bằng 24% ạ. Rồi, bằng 24%. Tốt. Đấy, nó dễ thế thôi. Nào. Về cô đặc dung dịch và pha loãng thì chúng ta sẽ làm thêm cho cô bài tập về nhà sau đây. Vừa nãy là có 3 bài về nhà đúng không? Làm thêm cho cô bài số 9 này. Bài số 10. Từ đã 9 này. Mười này.
Thì buổi sau thì ta sẽ còn một cái nữa về nồng độ, đó là pha trộn có xảy ra phản ứng. Thì để ta kết thúc cái nội dung của cái phần nồng độ. Thế nhưng mà đến buổi hôm nay đã là 5 buổi về dung dịch rồi, đã thêm mất một buổi nữa mà lại nghỉ mất một buổi do cô đi coi thi. Thì bạn Giang bây giờ có còn đang học toán không? Còn à? Học trực tiếp hay nào, học online? Học trực tiếp ạ. Học trực tiếp à? Thế còn chỗ My Thảo với này cả Hà Anh Linh thì là nghỉ đúng không? Cô đang định tính cho đi học Zoom ạ. Đang cho học Zoom à? Đang định được. Chưa thấy gì. Thế sao Linh với Hà Anh lại không học cùng với Giang nhỉ? Lại học ở dưới này. Tại chỗ bạn Giang học đông quá à. Em sợ em không hiểu. Thế à? Thế cô Thúy năm nay không dạy lớp 9 à? Tại vì là cô hỏi thế là lý do đấy, bởi vì nếu mà các bạn học ở dưới này, cô sợ là cái phần khó là các bạn sẽ không đọ được bằng với các bạn ở đằng ở trên ngôi sĩ niên. Nếu các bạn học nhóm cùng với các bạn trên ngôi sĩ niên thì cái độ khó của bài tập, ví dụ các dạng toán, nó sẽ có mặt bằng cao hơn là ở học ở cùng ở dưới này. Nên là cứ xem xét nhá. Thế thì tuần sau thì ta vẫn học 2 buổi như này nhá. Tuần sau thì vẫn chưa vào học nên là ta vẫn học vào thứ 2 với cả thứ 7. Các bạn có muốn đổi lịch gì không? Ôi, cô con tưởng học thứ 4 ạ. Hả? Con tưởng học thứ 4 với thứ 7 chứ cô. À ừ đúng rồi, thứ tư, thứ bảy. Đấy, tí con cô lại quên đấy. Học sáng thứ tư và chiều thứ bảy. Nha, vẫn duy trì lịch học như thế nhá. Xong rồi bắt đầu đi học thì ta lại sắp xếp sau vậy nha. Thế thôi, tạm biệt các bạn nha. Làm như thế là có 5 bài về nhà. Nha. Xin chào cô ạ. Yeah.